Hương Giang cứ dự sự kiện là phải đi xin lỗi. Huỳnh My, Hoa hậu chuyển giới bị lôi vào cuộc. Tại buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh Hào quang rực rỡ của Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang gây tranh cãi khi kéo tay Thùy Tiên lên chụp hình cùng, dù phía sau cô còn có Nhật Kim Anh và Nam Anh đứng chờ trên thảm đỏ. Khi thấy ba đồng nghiệp lúng túng, Miss International Queen 2018 mới quay lại xin phép và nhận được sự đồng ý nhường Thùy Tiên lên chụp ảnh trước. Hành động của Hương Giang nhận về loạt ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng nàng hậu kém tinh tế và thiếu tôn trọng với Nhật Kim Anh và Lệ Nam. Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ với VN Express rằng Hương Giang đã nhắn tin xin lỗi vì ồn ào tại họp báo của Đàm Vĩnh Hưng. Đối với tôi, hành động của Hương Giang bình thường. Ban đầu cô ấy nhận ra Thùy Tiên và kéo tay. Phản ứng ấy là tự nhiên, bản năng. Sau khi nhìn thấy tôi cũng đang đứng đợi, Giang có xin phép đàng hoàng chứ không như những gì mọi người thấy trên mạng. Chắc gốc máy khiến khán giả hiểu nhầm. Do sự việc gây bàn tán không đáng có nên sáng nay Giang nhắn tin xin lỗi tôi. Giang nói bạn ấy muốn anh Đàm Vĩnh Hưng vui nên mới kéo Thùy Tiên lên để chụp hình theo concept hoàng thượng trên ngai vàng cùng hai phi tần. Giang rất dễ thương, tôi không khó chịu gì. Dù bị chỉ trích khá nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng Hương Giang chọn cách im lặng, không đăng đàn lên tiếng hay giải thích. Đây cũng không phải lần đầu Hương Giang vướng vào tranh cãi khi tham gia các sự kiện showbiz. Còn nhớ khi có mặt tại buổi ra mắt thương hiệu mỹ phẩm do mình làm đại sứ, người đẹp đã lỡ gọi tên thật của Lâm Khánh Chi khi chưa chuyển giới là chị Khanh ngay trên sân khấu. Khi về nhà, nàng hậu đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến đàn chị. Trong một sự kiện khác, Hương Giang có màn xuất hiện cùng hai chị đại quyền lực trong làng mẫu là siêu mẫu Hà Anh và siêu mẫu Xuân Lan. Thế nhưng người đẹp đã đến muộn gần 2 tiếng đồng hồ, trong khi đàn chị có mặt từ sớm. Lúc này, Hương Giang cũng phải lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng cô không chụp ảnh thảm đỏ nên mới đến trễ hơn so với các đồng nghiệp. Khi ấy, netizen đã có những chỉ trích gay gắt dành cho Hương Giang. Một bộ phận khán giả bên vực giọng ca anh đang ở đâu đấy, anh có lý do riêng nên mới đến muộn. Trong khi đó, một số khác lại chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của nàng hậu khi đến trễ. Nhiều khán giả cho rằng Hương Giang cứ hễ đi sự kiện thì sẽ xảy ra tranh cãi. Dù mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều đầu tư chỉnh chu về ngoại hình, nhưng những ồn ào đi kèm đã khiến người xem chán ngán. Hết lần này đến lần khác, nàng hậu phải chủ động gửi lời xin lỗi đồng nghiệp mỗi khi lùm xùm xảy ra, bởi nguyên nhân sự việc đều bắt nguồn từ bản thân cô. Và năm vừa qua, Hương Giang trở nên cẩn trọng trong việc đưa ra quan điểm hoặc phát ngôn trước giới truyền thông hơn so với trước. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Hương Giang bất ngờ bị nghi ngờ đang ngầm đá xé thí sinh Huỳnh My trong một chương trình trực tuyến. Động thái này từ phía nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể, Hương Giang đã đăng tải loạt khoảnh khắc có mặt tại một sự kiện đình đám. Bên cạnh đó, cô còn cẩn thận nói về câu chuyện cho từng bức ảnh. Đặc biệt, bức ảnh có dòng chú thích "tay cầm cái gì vậy Giang" đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả. Trước đó, Huỳnh My từng không ngần ngại vặn ngược Quỳnh Châu khi nàng á hậu đang ra sức đưa ra lời khuyên cho cô. Vậy bạn chế Nguyễn Quỳnh Châu đã đi thi quốc tế chưa? Việc Huỳnh My sẵn sàng lên mặt đàn chị ở trong một chương trình đã khiến cho đa số khán giả vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng câu nói này của Huỳnh My đã vô tình làm Quỳnh Châu bị tổn thương, bởi á hậu một Miss Grand Việt Nam 2022 đã gặp nhiều lận đận và bị nhiều lần kém may mắn để sở hữu suất dự thi quốc tế. Khi ồn ào của Huỳnh My chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Hương Giang từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bản thân về vụ việc này. Đâu có nghĩ gì đâu, mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cách hành xử của mình. Nhiều người bảo là có phải là ban tổ chức sắp xếp kịch bản không? Mọi người thử nghĩ đi, ai cũng có một cá thể riêng biệt đúng không? Người ta làm việc gì ra cũng phải suy nghĩ đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Đâu phải mình bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm vậy.